Cả thật tùa xóa chẳng đại nữa sớm cứ tăng vì khai phẩm môi xăm vì quản phẩy môi. Chẳng đại chỉ khai môn cứ đâm rộn trái gọt bàn phốc rụt chẳng nắng chia chẳng đại nữa sớm tổ bốn này rồi khi nhớ sống mạng. Chẳng hãy bàn miên ca chạp ở rộng vì xa phỏ miên ấy xinh xinh phốc lạc nè. Phần thái bạch bón dương bàn tổ khai ca nâng đầm bay phần hàng. Ông phí là tập phòl bằng hai ông phí ca xa chiếu nâng chiếu và tóc đầm bay bệnh chạy vì phía chạy luôn nơi ca xa chiếu. Chẳng lý dương nâng thuê cầm nái hay dương nâng bộ này thông mô mà chẳng nốt là thật nơi nông sổ tọp cho mùi khía nâng chánh khá. Đầm bay mơ tới thật ta nâng ai miên xâm nạ sinh kiệt ọt ná. Dương nâng bằng to ca xa xa tới lưu chẳng mùi đi bật thaym thiết thật ta vía chia đai nửa sớ bập hết ấy. Rồi ca ca priếp thiết ta mà dương nằm bắt to cái anh em đi bắt to để tiết chuyện mùi quạt. Dinosaur, trở bán một nốt chiết tu tới bàn school, bàn tòa pin nẹt với chiết sa sau chiếu rô khơi, nâng son nằm mặt hà, minh vật miến nở lửa pop pan đấy rồi bỏ dương, cà pì bầm màn hóc sập rắm, tới mười rồi cá sập liền chín năm mồn. Nâng lửa pitch một dinosaur. Tam rồi dễ bằng đàn xa bỏ mến, rút phiếp video ai cả xa, nâng xa phiếp dân phòng đài. Tuần tâm nâng ní, nếu bếp bằng màn xa nằm trong cõi ní, có mến cao vệ nhét ách chụp chố, ông bí châm lạc sắt châm lạc một dáng, đại mến rút riêng sở điên từ nâng rút riêng rồi bỏ đáy nó sờ. Đại chá lạc chốt nâng prang prasad bổ ràn rồi bỏ khám ái, đại mến ai dụ cao chết mươi bốn xa nằm một hời. Ta, nơi lưu tức đây nịp ra tì Campuchia, bất chí minh vô tầm miến, nơi cả ruột nơi rộng bọc dinosaur, mình đã được tế. Rồi hốt mọc đọt bê thầm mây thầm mây ní, tam rồi dạ ca sẵn chữ rộng bọc mình trời chùm ní nơi cửa xuống bạc rì thán, cửa ông cách hạ ca chứ mùi nẹ chùm ní ổn tạ chết. Phỏ tháng ông bì vô tầm miến nơi chi vật dinosaur, trớ ban cầm nọt. Fossil chân dinosaur, đại chi sắt bàn bắt bong bụi, rộp sắp liên trên nằm bọc hơi. Trước bàn rộp khơi nực nông tực đấy gọt pháo, khát gọt cống, cả bị ông lông trên nằm bị bọn nọc hơi mũi. Vẫn tại, bông tốn miên nô nạ đằng thà, vì chi chân sắt ở với ai bất bạc có tê. Lục lâm văn chánh, chi mân trấy nâng chi nẹ chùm nín, đại bàn trù trái giang sạc cắm. Tại tấn khăn ông fossil mùi ní, bạn bằng chạy bạp thà. Ngày ní khi dân bạn chung cồng càng nghe miền thằng nẹ chùm ní anh bọt tế. Hay nâng khang cơ xuông, tôm thằng miền khang sẽ khảo chí lại của mình chặt sở lập bạc. Thì bạc thàn khát, thì bạc mình thì bạp thoa nâng chặt sở lập bạc khát nâng khang nhà thô mùi thàn. Đại bạn mặt đó là cọc báo, thì tăng đây sẽ nạc ca đồng bọn ca bia. Hay ở vậy đề xâm khán cứ dân cho một phần đất mơ là chân dinosaur. Hay chân dinosaur này cứ nơi kháng khói này cứ dân bàn rô khơi anh khá phì chân nằm phì bọn mà phây mùi. Nơi khăn ông khá bày nắng. Cứ dân bàn thật tuôn bỏ miền phì mình tì bạc than khát. Đàm lại chân đi. Nhưng vậy thì việc còn đại trị cả sáng sài về thơm mó, về hạ bây đồ chìa miền rụp hiệp chùm lại chuyện kế. Hồi giờ một trầy bọc nhóm nâng bàn nhà rụp nâng châu từ kháng chồng. Và hồi giờ có nhà châu từ cái xuồng là bây bình đất mới thả ta bọc hết thơm mó ní, bị ai. Cả đám lái buộc nhóm sáng sài thả về chìa chân đồng rầy đi. Nhóm sáng sài á ná, và chìa rụp hiệp. Còn đây là cái đài là nhà chung từ kháng xuống bạc thán. Chịp xe bông văn chân ấy cứ gọt bàn cầm nạp thạp và hai chiếc chân. Chịp fossil mà này dây ra chịp fossil. Chẳng nơi khai bay nó cứ theo bàn chọc màu tì tăng này toa tầm 4. Cứ dân bàn phần đất mơ đấy, dân khi ông có bàn chlai tầm phụ bạc đấy thà nít cứ chia fossil chân. Phần thái dương không mình toàn bàn bỏ sai thà vì chị chẳng ấy thế. Chẳng khói phía là tà lập tư vinh nơi khăn ông khai bay nâng tà lập tư vinh khi ông bàn
tờ xe bài ca mũi sẽ đây ông phí ca rô khinh phô xí lịch ấn đàn miên ả dụ nông ông lông học sập ram liên chân ám tây mở rôi cài dập liên chân ám nâng cứ thất nơi nông sập máy đài nô xe dương mình toàn bàn áng tha vi chỉ chân đài nô xe thế cáo ý phí nâng bay ca tiết đời xa bỏ ở miên này tới tam đài cửa xuông bàn phô tam ấy nâng có khang nẹ chủ miên bà răng Eric các bạn đã tour phòng miền đằng anh ấy, đã cà rô kinh chăng muối này này cà pháo này, bạn đã tour phòng miền chăng quạt chập ở ra miền anh đằng đấy, quạt chia expert này đây nữa sir, chăng khởi vì nó cứ nơi nông khai muối nó, khi ông Eric hay nông bong sụp hà đi quạt chia sờ cao chia sờ cao phù mình sờ sờ bắt, nhưng bạn thơ bật bằng hàng muối, nơi nông ăn đã chết phần cá nó đời xa, nông về nó cứ covid, chăng tới nhưng bạn thơ bật bằng hai tam zoom. Chẳng Eric quạt chia nhẹ chủng niên quạt bàn vừa bật bằng hai mũi quạt bàn đặt tour qua thả vía và quạt chia chân này nó sẽ ខ្ញុំបាទអេរិកបេហ្វេតូជាអ្នកជំនាញផូស៊ីលមកពីប្រទេសបារាំងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការស្រាវជ្រាវផូស៊ីលដាយណូស័រនៅប្រទេសបារាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានរយៈពេលប្រមាណ40ឆ្នាំខ្ញុំមានចិត្តសោមនស្សរីករាយដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសបានមកឃើញផ្ទាល់នៅផូស៊ីលឆ្អឹងដាយណូស័រដំបូងនៅកម្ពុជាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការរកឃើញនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលសភាពផូស៊ីលនេះនៅល្អដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាផូស៊ីលឆ្អឹងកំភួនជើងខាងឆ្វេងរបស់ដាយណូស័រហើយតាមរយៈផូស៊ីលឆ្អឹងនេះដែរយើងក៏អាចកំណត់សម្គាល់បាននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលឈានដល់ការកំណត់អម្បូររបស់វាស្ថិតនៅក្នុងអម្បូរសូរ៉ាផតដាយណូស័រអម្បូរសូរ៉ាផតដាយណូស័រគឺជាអម្បូរដាយណូស័រដ៏ធំបំផុតវាមានក្បាលតូចកវែងកន្ទុយវែងហើយវាជាប្រភេទដាយណូស័រដែលពេញនិយមមហាជនទូទៅបានស្គាល់ដូច្នេះពិតជាជាក់លាក់ណាស់ថាផូស៊ីលឆ្អឹងដាយណូស័រដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងអម្បូរសូរ៉ាផតដាយណូស័រហើយជាអម្បូរដាយណូស័រដ៏ធំបំផុតដែលស៊ីរុក្ខជាតិជាចំណីខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាបរិបទដ៏ល្អមួយក្នុងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកផូស៊ីលនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈលទ្ធផលនៃការរកឃើញផូស៊ីលឆ្អឹងដាយណូស័រនេះដែរអ្នកជំនាញផូស៊ីលនៅលើសកលលោកនឹងផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផូស៊ីលដាយណូស័រនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសថ្មីមួយសម្រាប់ប្រធានបទដាយណូស័រដែលខ្ញុំយល់ថាចាំបាច់គួរមានការបន្តអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញស្រាវជ្រាវផូស៊ីលឲ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយផងដែរក្នុងនាមសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលជាស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលយើងខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពិសេសគឺនិស្សិតឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើផ្នែកនេះឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយហើយយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នជំនាញដូចជាក្រសួងបរិស្ថាននិងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដើម្បីរៀបចំឲ្យមានមុខវិជ្ជាមួយដែលយើងហៅថាបាសានុភូតវិទ្យាបាសានុភូតវិទ្យានេះជាភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា Paleontology ដែលសិក្សាអំពីទម្រង់នៃជីវិតសម័យបុរាណនៅលើផែនដីហ្នឹងរាប់ទាំងដាយណូស័ររាប់ទាំងរុក្ខជាតិសត្វពួកផ្សិតនិងមីក្រូបអីផ្សេងផ្សេងពីព្រោះនេះជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការសិក្សាអំពីការវិវត្តនៃជីវិតនៅលើផែនដីរួមទាំងជីវិតរបស់មនុស្សផងហើយយើងនឹងគ្រងអញ្ជើញអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅសកលវិទ្យាល័យឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដែលក្រសួងបរិស្ថានបានរកឃើញមានទាំងអស់នេះគឺជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការបដិបត្តិកាន់តែទូលំទូលាយលើវិស័យមួយនេះឆ្អឹងនេះយើងនឹងធ្វើកំណាយហើយយើងនឹងបកផ្នែកថ្មមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ជាមួយគ្នានឹងចេញខ្លះដើម្បីមើលទៅថាតើនឹងអាចមានសំណាក់ផ្សេងទៀតអត់ណា
Nếu như lực tìm mũi đại dương rộng khơi chẳng đại nô sớ hay bật tam ca sản thân rồi bộ hình ảnh chìm niên ổn tả chết thả chẳng đại nô sớ nếu chẳng small khẳng chuyên và chẳng bố phân ca màn to rồi bộ hình ảnh dụng thân chìm niên nếu xuống bạc thán dương đừng thua ca sắc xa sẵn chí rưu màn to nếu không bạc bên này hỏi có nơi cái bài này vì mình nơi cái bài chọp cho mũi nâng ở trên chiếc chụp trong cả vài tháng bồn để chỉ tì tăng mũi ở thông phong đáy đại dương kết thả về ai nâng miến được giang mấy những thứ cả sắc sắc sợi chiều và to hay chụp bút thứ đang bằng to nhưng đừng vô ăn đại nội sinh để sát tục nơi xuống bạc tháng đại chỉ thứ đang bằng to là bỏ thằng nón ai thay để sát tục nơi không sợ làm thì chết xâm nhập chỉ cả tăng bằng hai cả đôi chỉ cả sắc sắc sợi chiều nên nhà quạt màn chơi mà nó cứ quạt kết hạ cua tại do nó về để quạt này hay tại tam thạ đặc nom dụ và than rồi cả hàng mẹ chim liên dương cả rồng riêng đồng cà riệp chầm chẳng cà phim sao mình về là xì nó cứ dương màn riệp chầm xong để ai xem xây nó nằm mấy chỗ mà bật này thì thà tập hết mò đại dương cà tè tập bốn nhưng kết hạ vì mình chỉ rừng nà thế phần thái cà phê đại dương bàn cắt cho mình tay tới cứ thang đầm nà ca nó cứ về can tài rừng thang và rừng thang về cắt về cho tới cầu màn thầm tập mà phay sang để mát thế này vừa tập pin năng máu cứ dương thở bảy lia chỉ môi mình niêng xì lá rung chân chuẩn chân được dương khơi này này chân thì dương bàn rung mấy tụm hôm về mình thông nà nà phải thế để sa dương mò này rừng chân dương bàn cắt kia mình tên và hai chiếc pram rư cơ bóng pha xong từ mét chung vinh chân vân nọc ạ của ấy hai đấy mang dương khát diện tổ chức dô và to tiệt mình thì thay dương chô đó đầm nạc rung mình được xì là hả dương năng xoan thế này càng khám nằm bây dương quá thật lọc vậy bà hay không khá nghi dương bàn quá chân đài nửa sơ ní rồi ra hay hay dương nằm mình thao ca nghiên nít tìm mũi dương thầy vô sầm nạ cho ăn nít thật căn cả xuống bản thán hay nâng riêng trăm thanh ca nằm bây thư ca sạc xa xa chứa bẹp quan tài nâng chân bản đồng nít nơi chân em cao ấy dương nâng chữ chê khi nê ông pi ca sạc xa nít cứ dương mến quan tài sạc xa nơi lơ chân bản đồng nít tế khi ông có chữ chê mùi khang trông ca nghiên bản răng đấy là quạt kịch dương kịch tha ai chân em cao ấy cho lọc khi khai mùi từ khai buôn chỉ phê về liên đại lõ quạt ai chung mà sạc xa đồng bọn này vì phố ấy đồng bọn này vì phẹp bọn tên nâng đồng bọn này chùa phân nông của anh hay chùa phân nông của anh ai khai thì chia đồng bọn mùi sẽ đạp ca sạc xa xa chứ phân nạch đại nhờ sơ thôi mà đá ca sạc xa xa chứ dương pra phê về liên dư bần đà phá vật giáo cho bác viết cứ miên phẹp bọn tên nâng bị sai thì cho thôi mà chết sẽ đạp tì hà viên ưu tế hoa bật sân chỉ dân rộng khuyên bầm này này chẳng đại nội sơ chẳng dân năng ai và các thị chia sẻ tin này tin nốt toả của bà sân viên miền trung dân khu sạc sạc toả là nghiệp trong toả ưu tế hoa định này bỏ tiền mà giải nốt cứ khi mà ăn co sang nơi thị trang toả phòng đài đài xa sầm nạn đại kia rộng khuyên những khu miền trung luôn tràn ca sạc sạc ra chưa nhưng chưa tha sông ở miền hà thạ cả control hay ca sạc sạc này khi giờ ca sạc sạc bài chia sẻ hay dân sự không tha nông miền cả control thì vì sai ai cái chôn rồi cả quạt rồi cả ong cam xem xe rồi cả ong rạ chiết nó làm bay chúng tôi nhà miền cả xa chiều chỉ biết xét cứ chuối chúng tôi này sắc xa xa chiều fossil này sọc mài ta can mà ham chia lái đến thành đẹp đẹp quan thì năng hiện đi của ấy nhớ có mình toàn miền mà ham chia lái đẹp đẹp quan thì năng cái hai thà cả sắc xa xa chiều fossil lại thế kỷ paleontologist hay dân kết tham มหาวิทยาลัยมาจากนู้นแต่แพร่พอนโดยเชียมหาวิทยาลัยบรานเชียมหาวิทยาลัยชีวะเชียนั่งมหาวิทยาลัยภูเก็ตกระแสนั้นอาเมียนกาจะบารมนั่งยมร้อนอย่างเมียนกาศึกษาในฟอสซิลคลาสทำไปจำนวนการสายเชื่อบอสกิ้งแต่นะกดได้